Clip này là làm cho nữ giới. Nói tới đây, chỉ cần nói tới đây thôi là các bạn nam sẽ nhau nhau rồi. Để coi cái Dưa Leo nói cái gì. Câu đó nó cũng vô nghĩa như là phim mà đề cấm trẻ em dưới 16 tuổi vậy đó. Chỉ cần dương cái câu đó lên cũng nít nhau nhau. Đâu, cảnh sát đâu, tua tới lẹ lên coi. Thành ra, nói, các bạn muốn coi thì coi. Các bạn có để ý là những cái cô mà mặt đẹp, body hot hot, thường xuyên check in bar, biết beer club, shisha, thường xuyên up những cái hình mà dú không là dú, thì rất hay có những cái status theo kiểu: tại sao con trai đến với tao chỉ vì thân thể tao thôi vậy? Tại sao trong một cuộc tình thì người chịu thiệt luôn là mình? Tại sao lúc trước anh nói như vậy mà bây giờ anh lại nói khác? Ai sẽ là người đi cùng em đến hết cuộc đời này? Tại sao? Tại sao và tại sao? Các bạn à, các bạn khoe cái gì thì tụi tôi tới mua cái đó chứ. Các bạn khoe vú thì tụi tôi tới vì vú chứ. Không lẽ các bạn khoe vú xong tụi tôi nhào vô khen: à, anh thích cái trí thông minh của em đó. Ở đâu ra làm sao được cái trí thông minh đó. Mà chưa kể những cái đứa mà lừa bạn đó, thì hầu hết toàn là những cái đứa đẹp trai và nhà giàu, chứ không có thằng nào mà xấu mặt ngu mà nhà nghèo mà lừa được bạn hết trơn đó. Mà đẹp trai với giàu đó, nó khôn lắm. Nó nhìn thấy bạn, nó biết bạn chỉ có cái mặt với cái body thôi, thì nó biết con này chỉ có quốc xong rồi bỏ, chứ không có rảnh mà cưới nó về làm cái gì hết. Tụi nó đã đẹp trai mà còn giàu, tụi nó dư sức kiếm được một người phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh để lấy làm vợ. Tụi nó không có điên mà tụi nó gắn cuộc đời như một cái cô mà suốt ngày chỉ có ăn rồi đi chơi, ý đẹp rồi không có làm gì hết. Nó đâu có khủng. Tôi không có nói ăn rồi đi chơi là xấu hay chưa, tại vì có nhiều người ta làm rất là cực khổ, xong rồi lúc người ta ăn rồi đi chơi mình đâu có thấy, mình đâu có biết được cái lúc người ta cực khổ thì người ta đi ăn đi chơi, cái đó không có nói. Nhưng mà tôi nói với những người mà suốt ngày chỉ có nhõng nghĩ là mình đẹp rồi mình ăn chơi rồi có tài để lo là được rồi, thì cái đó rất là sai lầm. Tại vì trong tình yêu á, nó cũng giống như là một cái vụ làm ăn vậy đó. Người này có cái gì thì người kia cũng phải có tương xứng. Kiểu như anh con trai anh bước tới anh nói: anh cao 1m8, nhà anh có 4 chiếc OD, anh lại đẹp trai, cân anh dài cái chung nữa. Em có cái gì? Dạ em có mặt đẹp, chứ lại body sexy nè anh. Ngoài ra em còn có gì nữa? Dạ, em có biết hình 360 ở trong bar chụp hình đẹp lắm anh ơi, chứ trong bếp chụp hình xấu quá cả, em cũng không thích vô bếp đâu. Ok, anh sẽ quốc em vài lần xong rồi anh bỏ, chứ anh không có khủng anh lấy em đâu ha. Thật ra các bạn á, đừng có nghĩ là mình đẹp rồi mình sẽ đẹp hoài. Sắc đẹp là một cái thứ dễ phai tàn, thì cái mặt các bạn nó có láng cỡ nào đi nữa thì sau này già nó cũng sẽ nhăn nheo thôi. Dù các bạn có bự cỡ nào đi nữa, nếu mà là thiệt thì sau này các bạn sẽ xuống dưới như nè. Còn nếu mà các bạn mà bơm á thì dĩ nhiên nó nằm đây hai cái bong bóng thì không có nói nữa. Nhưng mà sắc đẹp nó sẽ qua đi. Chỉ có cái ở phía trong của các bạn á, cái đẹp ở phía trong á, nó còn tồn tại mãi. Mà con trai á, nó đến với phụ nữ và ở lại với người phụ nữ là vì cái sắc đẹp ở phía trong á. Thiệt á, các bạn có để ý mấy bà cô, mấy bà phu nhân của mấy ông mà nổi tiếng hay là giàu có, không có bạn nào mà đẹp hết trơn hết á. Nhưng mà người ta nhìn phúc hậu, người ta nhìn sắc sảo lắm, tại vì người ta giỏi. Thật ra các bạn nào mà bây giờ các bạn đẹp á, các bạn chưa đi chơi được, các bạn để thời gian đó, các bạn học cái gì đó, các bạn làm cái gì đó cho các bạn giỏi hơn nữa đi. Tôi bảo đảm các bạn đã đẹp mà các bạn giỏi, thở ra mà được, các bạn lựa thoải mái luôn. Trai các bạn lựa thoải mái, đừng có đi vô ba lựa trai vô ba toàn vô đó, trai vô đó kiếm gái gì quốc không mà. Không có đứa nào rảnh kiếm vợ, đóng hết trơn hết đó. Đi ra ngoài đường những cái chỗ khác, những cái chỗ mà như là đi coi hài độc thoại của Dưa Leo là trai ở trong á. Trai mà đã đi coi hài độc thoại của Dưa Leo rồi, tuyệt quá chứ coi. Dưa Leo cũng tuyệt vời mà, thật ra chắc chắn khán giả của Dưa Leo cũng tuyệt vời thôi. Còn không á, các bạn mà kiếm không được trai ở trong đó thì các bạn cứ kiếm Dưa Leo. Hài độc thoại rất là rộng rãi, luôn luôn yêu thương các cô gái từ năm 1982 tới bây giờ. Hãy tin tôi, nhìn vào tấm mắt tôi đi, tin tôi nhé. Thích Sơn Tùng thì coi cái clip tôi nói về Sơn Tùng. Còn nếu mà các bạn thích tôi đóng với gái thì các bạn có thể coi đây là những cái vlog của tôi. Thích nghe tôi nói thì các bạn có thể đi theo cái link này để coi những cái clip talk khác của tôi. Nói chung là có nhiều clip lắm, đề tài này tôi cũng nói được hết trơn đó. Nghề của tôi là nghề diễn hài độc thoại. Nếu các bạn thích coi cái đó thì không có cái link nào đâu, các bạn đi ra ngoài coi nó hay hơn nhiều. Chứ không có trên mạng đâu, coi trên mạng đừng có coi free đâu, không bao giờ hay hết trơn đó.